không phải Zaramagala. Đây là sân Samarthat có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, đã được chọn cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Nơi đây sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cùng xem tại sao là nước chủ nhà Thái Lan lại chọn Thammasat và Thammasat có gì đặc biệt. Đây đang là những phần mặt cỏ của tại sân Thammasat. Đây đang là khu vực giữa sân và các bạn có thể thấy mặt cỏ ở đây xanh đều và có những ô kẻ rất rõ ràng, tạo lên một cái mặt sân rất là đẹp. Mặt cỏ thì được chăm sóc và thực sự là một chất lượng tốt cho trận chung kết. Đây cũng là trận đấu mà đội tuyển Thái Lan đã vượt qua đội tuyển Malaysia tại bán kết khi mà đã lội ngược xong để tiến vào chung kết gặp đội tuyển Việt Nam. Một sân đấu với sức chứa khoảng 25.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên mặt cỏ cũng như cái chất lượng tại đây thì khiến cho các cầu thủ sẽ tốt hơn để chơi bóng. Thời tiết tại Thammasat ngoài vào khoảng 29-30 độ. Và nó cũng hơi khác với thời tiết tại Mỹ Đình mà các cầu thủ hay thi đấu. Vào chiều ngày hôm nay thì toàn đội sẽ có một buổi họp báo trước trận đấu và có một tiếng để làm quen sân rộng Thammasat. Đây là khu vực cabin của sân vận động. Các bạn có thể thấy nó khác với cabin của tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Có hai hàng ghế và cái hình thù cabin cũng được bọc bằng sắt, rất giống những chiếc cabin của Đức và những một số nước khác tại châu Âu. Đây chính là khu vực khán đài A và khu vực dành cho các khán đài VIP. Các bạn có thể thấy những cây cối cũng đã được trang trí và được chăm sóc ở khu vực khán đài VIP. Đây là khu vực dành cho khán đài của phóng viên viết. Tại khu vực khán đài A thì rất ít các ghế ngồi, thường thì chỉ là các quan chức cũng như các ghế VIP ngồi thôi. Ở sân có 4 dàn đèn. Sân vận động Thammasat thuộc khuôn viên của một trường đại học Thammasat University. Thực sự thì vào đây mình rất thấy đẹp và cái cách bài trí rất chuyên nghiệp, rất giống các câu lạc bộ tại châu Âu. Đây là những chiếc ghế nhựa dành cho các bạn nhặt bóng và những phóng viên. Bảng điện tử cũng có giờ, đồng hồ. Thực sự ghế ở đây được bảo quản rất chắc chắn khi có một lớp da bảo quản bên ngoài. Và bên trong là những cái chiếc ghế như kiểu các ghế gaming hay những cái ghế tại sân vận động Hàng Đẫy hay Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi vào đường hầm tại sân vận động Thammasat. Lúc này đây sẽ là nơi các cầu thủ chờ đợi để trọng tài diễn ra sân. Ở đây sẽ là những cái phòng họp báo cũng như phòng mic zone, phòng thay đồ tại sân vận động Thammasat. Đây sẽ là phòng họp báo. Đây là khu vực phòng thay đồ của đội tuyển Thái Lan. Các bạn có thể thấy những chiếc sa bàn, những cái bảng sa bàn để lên kế hoạch cho các trận đấu. Đây là khu vực thay đồ của các cầu thủ. Có một chiếc TV. Đây. Rất đẹp. Mỗi một cầu thủ sẽ có một cái hộp này để thay quần áo cũng như đựng trang thiết bị của mình. Trong này thời tiết rất là mát.
Thực sự trang thiết bị ở đây rất là hiện đại. Nó là một sân động thuộc khuôn viên của trường đại học. Đây sẽ là phòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam tại trận chung kết ngày mai. Rất nhiều các bồn vệ sinh, rất nhiều các nhà tắm được sắp xếp rất giống với phòng thay đồ của đội chủ nhà. Thực sự là trang thiết bị rất hiện đại. Cũng có một cái tủ lạnh nước để cho cầu thủ. Đây là phòng thay đồ của các cầu thủ. Nó khác với bên đội chủ nhà, thì bên chủ nhà sẽ có một cái lắp riêng và nó sẽ giúp cho các cầu thủ được riêng tư hơn. Đây cũng chỉ là một cái bảng không được chi tiết như đội chủ nhà.